Rồi, hello chào các bạn ạ. Đến ngày hôm nay Linh Báo có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình Linh Báo mình thấy có một cái bài rất là hay các bạn. Có một bạn trai trẻ đã chia sẻ một cái bài học đáng giá của cuộc đời của mình. Qua cái bài này để mình cũng nhắn nhủ đến các bạn. Khi đi đầu tư một lĩnh vực nào là chúng ta phải nghiên cứu thật là kỹ, chứ đừng để chúng ta lâm vào cảnh nợ nần. Đến những câu chuyện rất là đau lòng, ảnh hưởng đến gia đình, đánh đến vợ con, đến với cha mẹ của chúng ta, những người luôn luôn tin tưởng chúng ta, những người luôn bên cạnh của chúng ta, rồi một ngày nào đó chúng ta lại đánh mất quá nhiều thứ. Tuy đánh mất tiền bạc nó chưa làm ảnh hưởng gì đến các mối quan hệ, nhưng về lâu về dài, nếu chúng ta không có hướng, hoặc là không khắc phục một cách kịp thời, hoặc là không có sự thông cảm của gia đình, thì mọi thứ nó đi theo một cái chiều hướng rất là xấu. Mình rất là tâm đắc một cái bài của một bạn trẻ chia sẻ rất là tuyệt vời các bạn. Bạn này nói rằng mình đã mất 4 tỷ đồng trong 3 năm vì chơi Forex. Forex bạn rồi mình nói các bạn rất rất là nhiều sàn ở trên mạng, nhan nhản khắp nơi các bạn. Bây giờ vào kênh YouTube mình nói các bạn là có hàng trăm kênh người ta hướng dẫn các bạn chơi về Forex. Rồi rất là nhiều các cuộc điện thoại gọi đến là rủ rê mình chơi những cái Forex như thế này. Đây là một cái bài chia sẻ, mình thấy bạn trai này rất là dũng cảm các bạn. Không biết là cái sự thật nó bao nhiêu phần trăm, nhưng với cái hình ảnh đăng lên như vậy, mình nghĩ rằng đây là một bài và nó là xem như là người thật việc thật. Một chủ cửa hàng tóc ở Thanh Trì, Hà Nội chia sẻ câu chuyện đầu tư Forex. Anh cho biết đã mất một số tiền lớn và mong đây là một bài học cho những ai thiếu kiến thức, thừa lòng tham. Ngày 18 tháng 5, trên mạng cộng đồng nhà đầu tư với hơn 120.000 thành viên, tài khoản có tên là Nguyễn T đã đăng một bức tâm thư kể về thất bại của mình trong thị trường đầu tư tài chính Forex, cùng với đó là ảnh chụp hợp đồng sang nhượng tiệm cắt tóc. Cuối câu chuyện, anh T xin sự trợ giúp của cộng đồng. Sau một ngày, bài viết nhận được hơn ngàn tương tác và 6.600 lượt chia sẻ. Đa phần bình luận đều cho rằng anh T nên đối mặt chịu trách nhiệm với những gì đã làm thay vì chờ đợi sự giúp đỡ hay trốn chạy nghĩ quẩn. Ham muốn làm giàu nhanh, vay mượn để đầu tư. Chia sẻ với Dinh, anh T Thanh Trì Hà Nội cho biết những ngày qua anh đã chịu nhiều lời cay nghiệt từ cộng đồng. Có người giúp, có người chửi, nhưng mình phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ. Ở Việt Nam mình còn cái rất là dở các bạn. Đó là cái tính chia sẻ nó không có cao. Gặp những cái khó khăn nào của người khác, thà rằng không giúp gì thôi lùm thinh. Cùng có một cái sự đồng cảm thì chúng ta comment một cái lời nói, một cái lời động viên để tiếp thêm sức mạnh cho những người gặp trong những lúc hoạn nạn. Cái lời nói nó không mất tiền mua các bạn. Một cái lời nói có khi giúp cho họ thêm một cái động lực để người ta phấn đấu. Một lời nói có khi làm thay đổi một đời người. Nhưng một lời nói cay nghiệt, một lời nói chỉ trích có thể nhận chìm tất cả sự vươn lên của một con người. Mình nói các bạn là có nhiều người là ưa chém gió, không có sự đồng cảm với người khác khi gặp nạn. Cứ vào cái trang của họ là cứ nói những cái lời không có tính xây dựng, chỉ trích một cách rất là gay gắt các bạn. Bàn phím nó nhanh hơn cái não các bạn ha, chém rất là nhanh. Không hiểu rằng những cái lời của mình nói ra nó đem gì lợi ích cho con người đọc. Không bao giờ nghĩ đến điều đó các bạn. Cứ gõ lên bàn phím, gõ cốc 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 cốc, đánh bàn phím rất là nhanh,
không có một cái sự suy nghĩ về những cái lời mình nói. Đó là một cái tình trạng chung mình thấy càng ngày nó càng đa số các bạn. Theo anh T, anh đã may mắn có được nhiều thứ, nhiều hơn năng lực của chính bản thân. Tôi từng có một gia đình êm ấm công ngoan. Tôi bắt đầu kinh doanh salon tóc từ năm 2016. Thu nhập của tôi cũng tương đối ổn định. Vì muốn làm giàu nhanh hơn, tôi đã lao vào thị trường Forex. Forex xuất hiện quanh tôi từ quảng cáo trên mạng xã hội, những cuộc gọi mời tham gia các sàn. Sự dễ dãi này cho tôi cảm giác tự do trong đầu tư. Thế nhưng đó cũng là cái bẫy làm giàu chết người. Ha, các bạn thấy không? Đời vừa rồi mình nói bạn là đi đâu cũng nghe cái sàn Forex ra. Riêng bản thân mình là mình nói bạn là cách đây mấy tháng là nhận không biết bao nhiêu cuộc gọi. Cứ dụ dỗ mình là anh ơi tham gia cái Forex này. Nhiều lúc thấy quảng cáo trên mạng cái mình vô tình mình kích vào các bạn biết không? Là nó lưu cái lưu cái đường link của mình, rồi nhắn tin tới. Rồi không biết vì ra mà có số điện thoại mình mới hai các bạn này. Rồi dụ dỗ mình là tham gia các sàn Forex này, rồi mời mình chơi chứng khoán gì các sàn ở nước ngoài nữa, mình nói các bạn là đủ loại đang á. Mình nghe mấy anh nói là toàn là lợi nhuận đang á. Kể một số người là cách đây chỉ trong một thời gian rất là ngắn tài khoản là nhân 2 nhân 3. Mình nói các bạn nhân 2 nhân 3 vì sao họ không làm đi chứ họ đi mời mình làm gì. Anh T thừa nhận mình thiếu kiến thức trong lĩnh vực này, chưa hoàn thiện được kỹ năng, chưa quản lý được vốn, không kiểm soát được rủi ro của mỗi lệnh giao dịch. Thứ duy nhất anh có là lòng tham và hy vọng làm giàu. Chủ salon tóc cho biết anh tham gia Forex như một canh bạc từ năm 2018 và mất ngay 45.000 đô đầu tiên. Đến tháng 8 năm 2020 anh mất thêm 54.000 đô. Lần cuối cùng anh thua lỗ là giai đoạn từ ngày 3 đến ngày 17 tháng 5. Lần này anh T không biết mình mất bao nhiêu tiền nữa. Nói chung đó là một con số khổng lồ rồi. Để có số tiền tham gia lần thứ 3, anh T vay bố và nhiều bạn bè. Anh cũng bán đi nguồn thu nhập chính của mình là salon tóc, nơi tạo ra công ăn việc làm cho chục nhân viên với giá 170 triệu đồng. Thật là đau đớn các bạn ạ. À. Người ta gọi là bán luôn cái cần cao các bạn. Bán luôn thắt giống để ăn đó. Gọi là bán con gà đại trứng vàng bây giờ bán nốt thịt hỏng mất rồi. Không biết là làm gì ăn đây. Nói chung là quẩn quá rồi các bạn này. Để lại con gà con đại trứng vàng thì còn có được mấy đồng tiêu chứ còn bán luôn đi thì chết rồi. Trước đây trong mắt mọi người tôi là một chủ cửa hàng tóc với chục nhân viên, người yêu xinh xắn, hiểu chuyện. Mọi người xung quanh tôi còn ngưỡng mộ khi tôi mua được đất đai ở Đại Thành Quốc Oai, Hà Nội. Nhưng thực tế tất cả chỉ là ảo ảnh. Số phận tiệm tóc ấy đã lung lay từ khi tôi tham gia Forex. Miếng đất kia cũng là ảo, tôi chỉ nói dối bố mình để vay tiền đầu tư Forex. Sẽ có người cho rằng chỉ nợ 600 triệu, 700 triệu tại sao phải chạy trốn nợ. Nhưng tôi thật sự hèn nhát. Tôi không dám đối diện với bố, với anh, T và em H. Có nghĩa là nợ rất là nhiều, chỗ qua nói dấu thôi các bạn. Chứ 600-700 triệu thì cha mẹ còn cho xoay sở được. Chia sẻ với Dinh, anh T cho biết nếu không có lòng tham, anh có thể đã có một cuộc sống tốt hơn. Anh đã quá khát khao thành công, quá nóng vội và cái giá đang phải trả là rất đắt nhưng xứng đáng. Theo trải nghiệm của anh, Forex là thị trường đài rải sự lừa lọc, gian dối, bịp bợm. Đây là trò chơi tăng âm, chẳng có giá trị thặng dư nào cả. Dòng tiền chảy từ nơi này sang nơi khác rồi cũng bị trừ bởi hàng loạt chi phí giao dịch, chênh lệch mua bán. Đó các bạn thấy không? Chỉ có những người trong cuộc mới biết được sự thật nó như thế nào. Mình nói các bạn là những cái sàn này là những cái sàn ảo nó lập lên trên mạng thôi chứ còn hiện bây giờ mình nói các bạn là nhà nước chưa công nhận bất kỳ một cái sàn giao dịch nào ra á, chỉ có ngân hàng nhà nước có làm hay không thôi. Chứ còn các sàn này bây giờ là nó lập lên nó nằm trên mạng đó, giữa trời mai tháng 3 đó, tiền thì mình là tiền thiệt,
mình chuyển vào tài khoản cho hắn là tiền thiệt, nhưng mà mình nói bạn là xài quăng nữa, cuối cùng là mình thua rồi, tiền nó nằm trong tài khoản nó nhưng mà chưa vào ngân hàng của mình là coi như cũng chết, nó nằm trong cái sàn của hắn là coi như cũng chết thôi. Ví dụ như tài khoản của mình là thường thường vào chơi là phải lập một cái tài khoản của một cái sàn đó, nó kêu là ngày hôm nay mình thắng mấy chục ngàn đúng không, là tiền nó chạy vào trong cái sàn đó thôi. Khi nào có sàn đó mà nó chạy về tài khoản ngân hàng thì lúc đó là tiền của mình, còn nó nằm bên sàn đó là coi như vẫn tiền của họ, cái đâu có tiền của mình đâu. Mình hốt bạn là đánh sụp sàn là coi như là tiền cũng đi tan luôn, cho dù bạn có thắng bạn cũng thua. Bạn thấy nó nguy hiểm dễ sợ. Cho nên Forex nếu nó bạn là ngàn người là chết ngàn người, không có ông nào sống nổi trang á. Chỉ có mấy anh thu phí giao dịch này là anh thắng thôi à, hay là những cái anh mình tạo ra cái sàn này là anh thắng thôi, còn là chết hết. Anh T hy vọng cầu nguyện giúp người khác không phạm những sai lầm như mình. Anh từng chạy theo những cơn sốt kiếm tiền trên mạng xã hội mà không biết đó là thật hay ảo. Tôi thường hỏi những nhà đầu tư Forex mà tôi nhìn thấy trên mạng xã hội, họ có thực sự hạnh phúc giàu có như những gì trên Facebook hay là không? Mà nói các bạn là tất cả là ảo thôi các bạn ạ. Để lâu kéo các bạn là chụp những cái hình ảnh hoành tráng lắm, thuê xe Mercedes, Audi, rồi Porsche rồi cho đó là kiếm và em người mão nữa chụp hình đưa lên ăn bận toàn đồ hiệu không đồ vách tông nhìn ngắt ngay luôn, xe nó thỉnh đổ qua liên tục, ngày hôm nay là đi xe này là về ngày hôm sau là đi xe khác, mà thực tế là đâu có xe của ảnh đâu. Mình nói các bạn là ảo vô cùng. Và xây dựng những hình ảnh như vậy mới lâu kéo những bạn trẻ được. Những bạn trẻ có như vậy là khát khao muốn được những người như vậy. Đầu tư một thời gian mà giàu có như vậy thì ai muốn các bạn? Giàu có đi xe hiệu, ngồi gần bay người đẹp nữa thì ai là ông ứng? Dính chữ liền các bạn này. Mong muốn của tôi lúc này là có được một cuộc sống bình dị. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi là cầu khẩn sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Bạn có thể chửi tôi, cười chợt dễ dịu. Tôi có thể nổi tiếng thêm một cách đầy tai tiếng. Thế nhưng tôi biết chọn cách này để tiếp tục được làm lại cuộc đời. Phải nói rằng đây là một cái bài mình thấy những lời tâm sự rất chi là chân thành đó các bạn ạ. Có bao nhiêu phần trăm đúng trong này không biết, nhưng những cái điều nói đây dù giàu gì ra chăng nữa cũng là một bài học rất là đáng giá cho tất cả các bạn trẻ bây giờ. Mình thấy những người mà tham gia Forex này á, là phần đa là những người trẻ các bạn. Chứ còn những người cứng cứng tuổi là ít tham gia lắm. Tại vì sao các bạn biết không? Tại vì Forex á, là chơi nó nhanh nhanh có tiền. Nó đánh vào tâm lý những người trẻ, còn những người mà trung trung niên niên là người ta biết ở đây rồi. Những người trung niên là những người lão luyện, họ thừa hiểu một điều rằng làm tiền khó lắm chứ không có dễ đâu. Làm gì trong một vòng một thời gian rất là ngắn mà có tiền đi xe ô tô, mà đi xe mạc xe đồ mà ngồi người đẹp người kia là không có. Đối với người già là người trung niên là không bao giờ có đi chuyện đó. Người ta thừa hiểu điều đó. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn ngoài cái chia sẻ của các bạn này rồi, để gửi đến tất cả những bạn trẻ, mình rút ra những cái bài học gì trong cái việc này để mình sao mình đi trên con đường nó đúng đắn, nó đúng với cái thực tại hiện bây giờ. Không có gì dễ dàng hết các bạn. Trước hết là mình chia sẻ với các bạn cái điều này là mình thấy các bạn ạ. Mình thấy hiện bây giờ rất nhiều bạn trẻ của mình đang sống trong một cái thế giới rất là ảo các bạn. Các bạn trẻ bây giờ rất là ảo tưởng. Sở dĩ các bạn trẻ có sự ảo tưởng như vậy á, có nhiều nguyên nhân, mà theo một quan điểm cá nhân mình thì các bạn được giáo dục trong một cái hệ thống giáo dục có nhiều sự lệch lạc.
nó không còn thực tế nữa các bạn. Các nước tiên tiến, cái nền giáo dục của họ là hướng đến khơi dậy những tiềm năng của con người và bằng những cái thực hành thực tiễn. Còn mình là đào tạo nên những con người, nó giống như một cái robot các bạn này, nó giống như một cái máy ấy. Dạy và làm theo kiến thức của nhà trường, dạy và học thuộc lòng, làm theo ý muốn kiến thức của thầy cô thì mới gọi là có điểm nhiều. Còn các bạn mà phá ra khỏi cái ranh giới đó là coi như là điểm thấp ngay lập tức liền. Bởi cho nên vì sao mấy mươi năm nay nói các bạn là giáo dục mình trì trệ một cách kinh khủng các bạn ạ. Đời của mình đi học thêm, rồi tới đời con của mình cũng đi học thêm, rồi tới đời cháu mình cũng đi học thêm. Như vậy là ba đời nhà tôi đi học thêm. Đó các bạn thấy dễ sợ. Một cái hệ thống giáo dục mình đó, nó trì trệ tới mức một cách kinh khủng như vậy các bạn. Người ta đi với một khoảng cách rất là xa rồi mà bây giờ mình vẫn còn như vậy các bạn thấy. Quá lạc hậu. Vì một cái nền giáo dục lạc hậu như vậy cho nên nó sinh ra những con người như vậy. Thế còn mấy em thì cũng tờ giấy trắng thôi chứ khác gì đâu. Các bạn nhớ cách đây mấy mươi năm đúng không? Chúng ta đi học đường làng nè. Đi học đó là 4 năm mẫu là cúng vô Nguyễn Vỡ. Học buổi sáng thôi, buổi chiều là sách sổ đi chơi. Rồi đi ra ngoài làng để giữ trao chăn bò, tắm sông, tắm biển. Con thì đẻ 9-10 đứa, nhà mô ít là phải 4-5 đứa. Lo ăn từng bữa rồi đó, nhưng mà mình nói các bạn là toàn bộ thế hệ đó cũng học nên người, cũng xây dựng lên đất nước này, cũng nhiều người thành tài, cũng nhiều người là giáo sư, là tiến sĩ. Các thiếu gì đó các bạn. Nhưng mà bây giờ mình nói các bạn có một hệ thống giáo dục dạy thêm. Học như rứa đó các bạn. Đào tạo những thế hệ trẻ như vậy đó, ảo tưởng. Thứ hai là tính hư danh các bạn. Hư danh đây là gì? Là thích sau này ta làm ông này ông kia, làm việc nhẹ lương cao, không coi trọng những ngành nghề có tính chân tay. Ví dụ như là nhiều bạn bây giờ là học đại học ra dường như là không biết các bạn nó lại làm gì các bạn. Chúng ta đang lạm phát các bạn đại học, có những chuyện rất là đau lòng các bạn. Có một số bạn bây giờ không có việc làm, xin vào làm công nhân ở một nhà máy nào đó là giáo các bạn đại học đi, chỉ đưa các bạn trung cấp của mình ra thôi. Các bạn thấy đau không? Còn nhiều bạn đại học thạc sĩ ra là không có việc làm, chạy xe Grab, là làm shipper. Đó là một sự lãng phí của xã hội. Chúng ta định hướng cả một cái này giáo dục nó đi sai bài hết các bạn ạ. Trong khi những ngành như cơ khí, những ngành như là hàng này, điện này, ngành xây dựng này, những ngành mà mang chất chân tay là các bạn dường như là không chịu học. Cả một xã hội chúng ta ruồng bỏ tất cả các ngành nghề đó, cả xã hội luôn các bạn. Cha mẹ của chúng ta là nghe nói con học đại học là nghe rất là quách, cái con học những ngành nghề đó là nói với bà con là sợ dị, sợ quê với hàng xóm láng giềng, không nở mày nở mặt. À, mình còn cái đó nữa các bạn này. Giờ đây mình nói các bạn là có những công ty tuyển những người đó tuyển không ra các bạn. Bạn thấy ngược đời không? Trong khi là nghị quyết của Quốc hội là nghị quyết của Đảng đưa ra rất là ngon. Trong năm 2020 là Việt Nam chúng ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Muốn trở thành một nước công nghiệp là phải đào tạo những người công nhân có kỹ thuật, lành nghề, có những người là công nghệ cao, ví dụ như vậy, là phải có những cái lực lượng lao động đó. Nhưng mà đào tạo rất lắc hết. Đào tạo lộn ngược thế giới. Thế giới là những cái tầng lớp mà tinh hoa là nó làm một cái chốt như thế các bạn này. Ở dưới này là những người lao động phổ thông, rồi đến lao động kỹ thuật cao, rồi đến đại học, rồi đến thạc sĩ, rồi đến những người tiến sĩ. Nó đi thể hình chốt như vậy các bạn này. Còn mình là cái hình chốt nhưng mà nó lộn ngược lại. Đại học thì nó rộng ra, nó chành bành ra.
Còn những người mà công nhân, những người lao động mà chân tay, những người lao động mà kỹ thuật nghề ấy, là dường như là nó nằm trên cái chốt ấy. À, các bạn thấy ngược đời không? Nếu mà mình cứ hô hào là công nghiệp hóa. Và thanh niên ngày nay là phải nói là mang chất hưởng thụ, thích ăn sang mặc đẹp, thích được đi chơi, thích được cha mẹ chiều chuộng, thích phím hàng, thích chém gió, sống ảo, tụ tập. Thanh niên bây giờ là rất đó các bạn này. Nó đâu phải như thanh niên ngày xưa đâu các bạn. Thanh niên ngày xưa nó vậy, sống rất thực các bạn, làm việc cũng rất thực, làm chăm chú, làm hết mình. Nhưng mà anh thanh niên bây giờ nói bạn là mà anh ăn thích ăn ăn mặc đẹp thôi, ăn dở dở tí là mấy ảnh lãi, nó làm đủ kiểu mạch lá, nói gì sai một tí là mấy ảnh không chịu liền, mà ảnh cãi lại liền. Là liên quan đến tiền bạc là bây giờ lại mà ảnh là muốn làm giàu nhanh chóng, như các bạn nãy chia sẻ đó, làm giàu nhanh trong một thời gian ngắn nhất, nhưng mà không chịu học hành, không chịu nghiên cứu. Để làm giàu đó phải đơn giản đó các bạn, để làm giàu nó các bạn là phải đầu tư kiến thức mà kinh khủng lắm. Nhưng mà ảnh bây giờ là cứ thấy trên mạng anh này, anh thấy ở nhà lào, anh đi xe hơi ngồi người đẹp là thấy ghiền liền thôi, cứ lao vào không biết trời trăng mây gió gì hết, rất là liều lĩnh các bạn. Các bạn trẻ bây giờ là ngay những gì tài chính, những gì đầu tư là thích lắm, đi ra đường ngay quách lắm. Mình làm sale này sale kia, nhưng không hiểu một điều rằng để làm một sale đâu phải đơn giản đâu các bạn, người ta đầu tư kiến thức một cách khủng khiếp lắm, và cái sự từng trải qua năm tháng nữa. Bằng trẻ bây giờ mình thấy có một điểm nữa là dễ dãi trong cái việc mà thưởng thức âm nhạc nghệ thuật. Các bạn để ý, các bạn thấy nhạc bây giờ gì mình thấy nó hát nó là nào nó đau bọn này, với mà các bạn trẻ bây giờ là khổ thế. Và mình nói ảnh là anh kêu là cái mình là khảo rồi, nhạc nó sập sình nó hát lại nó thấy hề rất mà mấy ảnh lợn nghe rồi dễ dãi với những thần tượng của mình. Mà nói các bạn ở đất nước Hàn Quốc á, những người mà nghệ sĩ á là họ phải biết sống, người ta giữ mình, còn họ làm một cái điều gì mà ảnh hưởng đến điều tiêu cực đến cộng đồng á là bị tẩy chay ngay lập tức liền các bạn. Chứ họ không có dễ dãi đâu, họ rất ngưỡng mộ khi bạn đến bạn hát hay là bạn làm một cái gì đó, nói chung là người ta thần tượng của bạn dễ sợ lắm. Nhưng mà bạn sống phải trong sáng, bạn sống phải đem lại những cái lợi ích cho cộng đồng, bạn là người của công chúng chứ không có dễ dãi như mình. Mình bây giờ là cứ những người mà nghệ sĩ, người mẫu, ca sĩ bây giờ làm những cái việc nó trái hề như vậy, nhưng mà cái lớp trẻ của mình nó vẫn ngưỡng mộ các bạn, thậm chí là cổ vũ này. Đợt vừa rồi mình thấy các bạn là một số nghệ sĩ là người mẫu là phím hàng những cái đồng Bitcoin rác các bạn này. Đợt vừa rồi nó dính vô cái chị người mẫu Ngọc Trinh đó nữa. Ngọc Trinh là mình cũng ngưỡng mộ lắm đó, nhưng mà các bạn thấy đau đầu không? Nếu mà mình rất là dễ dãi các bạn. Còn nghệ sĩ đợt vừa rồi là quảng cáo thuốc gì gì các bạn này, quảng cáo tùm lum tà la hết trơn, người ta lên mạng người ta đã phản ánh rồi đó, cũng vì đồng tiền hết, nói sai sự thật, nói quá sự thật. Thuốc gì mà đau đầu nhức óc rồi chân tay khớp rồi bữa nay là chuyển qua là thuốc sinh lý nữa. Mình nói bạn là có sử dụng quái đâu mà cứ quảng cáo nói như đúng rồi đó. Như vậy là các người nghệ sĩ, người ta vì đồng tiền, người ta bất chấp tất cả, người ta quảng bá một cái sản phẩm, một sản phẩm đó công năng của hắn không đúng như vậy, nhưng mà vẫn cố tình quảng cáo như vậy. Nhưng mà người Việt Nam mình dường như là họ họ bỏ qua hết các bạn, cái gu thẩm mỹ của mình nó hơi bị dở chỗ này, phải mạnh mẽ và phản kháng lên.
Có như vậy thì họ mới mới tự điều chỉnh bản thân của họ được. Chứ bây giờ không lẽ phạt phạt lắm đây. Bây giờ đâu có quy định nào phạt ở đâu. Và không có tính cộng đồng. Mình thấy các bạn trẻ bây giờ dường như ít có tính cộng đồng các bạn. Như cái bài nãy mình chia sẻ đó. Gặp những cái rủi ro của người khác dường như ít chia sẻ. Nhưng mà mình nói các bạn là vào dọc vào chém gió thêm. Nói khích nó tướng thêm. Hay là các bạn thấy để ý không? Đi đến cái hội hè đó mình nói bạn ăn xả rác cái thùng rác bay nó mà đâu bỏ ra coi như là xả rác rồi đó, ai cũng dọn dẹp đi kẻ thôi chứ cái tính cộng đồng cái không có các bạn này đó. Nói các bạn là các bạn trẻ bây giờ nó ra có những đụng chạm một số, nhưng mà mình phải nói thật thôi các bạn, nói để mình nhìn lại mình rồi phải có sự điều chỉnh chứ không thể để hồi như vậy được. Con người càng ngày càng văn minh, mình đang sống trong một cái thế giới văn minh là cần mình phải càng ngày phải cần thay đổi để theo kịp với thế giới. Có những chuyện rất là đau lòng có vẻ phải không, cái cách sống của mình như vậy nó quen rồi á, đi ra nước ngoài là bị cắt nước, người ta giống như người ta nghi kỵ mình các bạn. Có những điều nó các bạn xấu hổ vô cùng, chia sẻ ra mình thấy mình ngạn ngào nước mắt các bạn ạ. Có một bạn ở bên Đức chia sẻ các bạn biết không, sau cái buổi hội thảo rồi là xuống cái bàn ăn buffet các bạn này, có những món ăn rất là ngon mà các bạn biết những người Tây người ta rất lịch sự. Thứ nhất là người ta xếp hàng và người ta ăn là người ta chỉ gấp cho nó vừa ăn, và người ta gấp thì lúc nào họ cũng để ý rằng ăn nhưng vẫn để cho người khác nữa. Còn người Việt Nam mình là không có ý tới gì hết các bạn này. Buffet là lựa chọn là như bạn biết đó. Anh thấy cái đồ như ngon là nói bạn là anh múc ra đài cái tô đài gì anh ăn thôi, không nhìn không ý tới, không nhìn cho người khác. Người ta làm ra để cho nhiều người ăn chứ đa phải mình đâu. Mà nói bạn là có người Tây các bạn, người ta nhìn người ta trố mắt, người ta không hiểu việc gì xảy ra, vì sao là như vậy, xấu hổ vô cùng. Còn có một lần nói bạn là đi vào nhà hàng ở Singapore các bạn biết không, không ghi tiếng Việt á, nó kêu là không ghi bằng tiếng Việt đồng hoàng các bạn nghe. Bình thường các chỗ khác ghi tiếng Anh mà ghi tiếng Việt á là ăn là phải ăn hết chứ không được để lại. Như vậy là có một người Việt Nam mình ăn không hết để lại, thứ nhất là nó yêu cà lãng phạt rồi không nói các bạn biết không, lãng bắt là phải ăn cho hết. Mặc dù là tất cả mọi người đã lên xe rồi nhưng mà vẫn chờ có người nó ở lại đó để mà ăn cho hết cái gì ấy. Mặc dù là ăn no ăn tròn ăn ớn bắt phải ăn đó các bạn, thấy xấu hổ không? Đợt vừa rồi là nói bạn nhiều việc lắm các bạn, đau đớn lắm. Đó là sự dễ dãi không có tính cộng đồng, không có biết xấu hổ vì quê hương vì đất nước. Nói các bạn là con gái miền Tây là đi ưng chồng Đài Loan. Nói các bạn là mình mới nói bạn người đẹp ngất ngài nữa mà lại đi để cho mấy thằng Đài Loan đó nó coi mát. Mấy thằng nó ở bên kia cũng có là chi đâu các bạn, cũng công nhà nghèo cũng ở miền quê. Hôm qua mình là coi mình là giống như cái món hàng các bạn này. Nói các bạn là đau đớn lắm các bạn này. Rồi đi qua Hàn Quốc nó là ở chui lũi ngồi đó làm công dân hận hai xong đều rồi xét xử mấy cái vụ mà bu càng của chủ tịch quốc hội. Mình nói các bạn là cái vụ đó là xấu hổ thể diện quốc gia này các bạn, không thể tưởng tượng được. Mà nghĩ rằng mà đi xe của chủ tịch quốc hội người ta mời bằng đường chính chính nữa, làm mình nói các bạn làm những cái phải nói là không chấp nhận được các bạn. Vì đồng tiền thì thôi thì cũng được, nhưng mà làm những việc mất thể diện quốc gia. Chủ tịch quốc hội là của một nước đâu phải đơn giản các bạn, thế mà đi làm được những việc như vậy thì mình nói không thể chấp nhận được các bạn. Và bây giờ mình chia sẻ với các bạn, đối với các bạn trẻ thì chúng ta cần làm gì để tránh những cái thất bại sau này. Hồi nãy mình nói hơi lăng măng tí các bạn ạ. Thứ nhất là khi làm gì thì các bạn phải trang bị kiến thức của mình cho thật chuyên sâu.
Các bạn đi đầu tư hoặc là các bạn một kinh doanh bất kỳ một lĩnh vực nào là phải có sự đầu tư về kiến thức, về chuyên môn, chứ không có cái gì dễ dãi đâu các bạn này. Các bạn biết ông Warren Buffett là ông đầu tư từ khi là còn nhỏ, 6 tuổi là đã bán những cái lon Coca-Cola đó, 14 tuổi là đã đầu tư chứng khoán. Từ những cái đồng tiền mà bố mẹ cho với đồng tiền mà bán những cái lon Coca-Cola đó. Thì hiện bây giờ ngài đã 92 tuổi mà vẫn tiếp tục là một nhà đầu tư. Một ngày là dành thời gian từ 8 tiếng đến 10 tiếng để đọc sách. Và các bạn biết một cái kiến thức vô cùng khổng lồ. Thì không có lý gì mà các bạn trẻ không học hỏi như vậy. Đó là một tấm gương mình thấy rất chi là đáng để học. Không có cái gì một cách dễ dàng các bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta có một cái tài sản rất là lớn như vậy, nhưng mà đâu phải tự nhiên cái đấy các bạn. Đó là kết quả của cả một quá trình học hỏi và nghiên cứu. Phải có những người thầy rất là giỏi để truyền đạt kiến thức cho mình, và phải có sự trải nghiệm thực tế nữa. Bây giờ mà lên mạng nó mà đánh mấy cái đồng forex nó làm giàu, nó bạn là không bao giờ có chuyện đó xảy ra đâu. Ngồi học chuyên môn thì các bạn phải học về kiến thức, kỹ năng nữa. Học về kỹ năng sống này, kỹ năng về giao tiếp này, kỹ năng về những khơi dậy những động lực cá nhân này. Đầu kỹ năng về hôn nhân, về gia đình. Việt Nam mình dạy những cái đau đau, những cái về hôn nhân gia đình mình thấy rất là hay, là không chịu dạy các bạn. Những kiến thức đó là không hề đơn giản đâu các bạn ạ. Muốn phát triển một con người là cái gia đình, cái tâm sinh lý là như thế nào là phải dạy. Dường như mình không dạy các bạn. Mình thấy các trường đại học cũng không có dạy. Chỉ nặng quá về chuyên môn. Đó là một những cái sai lầm, cái sai sót của ngành giáo dục Việt Nam chúng ta. Muốn làm những điều đó thì các bạn phải chịu khó đọc sách thôi. Đạt không được thì các bạn nghe những cái sách nói, hoặc là tham gia các buổi học trên mạng này, các cái buổi hội thảo này, hoặc siêng ăn thì các bạn chịu khó đọc học những cái chia sẻ của tất cả các bạn đang lên kênh YouTube, những người thầy, những người bậc đàn anh đi trước ấy, những cái doanh nhân người ta chia sẻ trên mạng. Các bạn có tiền thì các bạn học chính khóa, còn các bạn không có tiền thì các bạn học những đăng kênh này mình thông nói các bạn là cũng đã có sự kiến thức rồi. Tất cả những gì chúng ta học là dừng ở lại có biết và có hiểu thôi. Còn điều quan trọng nhất là cái sự vận dụng của mình nữa. Vận dụng mới là cái yếu tố quan trọng. Nó làm cho cái đồng tiền chúng ta sinh ra. Chúng ta không có kiến thức thì rất khó làm ra tiền, chứ không hề đơn giản đâu các bạn. Ý thứ hai mình chia sẻ với các bạn là các bạn phải biết phân biệt cái gì là ảo, cái gì là thực. Như các bạn biết á, ngày xưa là chúng ta vẫn thường hay nói là chúng ta có hai thế giới người dương, thế giới người âm. Thế giới người âm nghĩa là người chết rồi đó, nhưng mà thực tế có hay không mình không biết, nhưng mà biết thế giới người dương thôi. Nhưng mà bây giờ thế giới người dương mình là có hai thế giới là các bạn. Có nghĩa là có thực là cái mà chúng ta đang sống hiện tại bây giờ đây, và cái thứ hai gọi là thế giới ảo. Thế giới ảo bây giờ nói các bạn là gọi là tất cả các mạng xã hội bây giờ có thể gọi là thế giới ảo đấy. Bây giờ các bạn chơi game là các bạn giống như mình là một người ảo các bạn này, không khác gì đâu. Các mạng xã hội hiện bây giờ là nó liên kết, là nó kết nối là tất cả mọi người trên thế giới này, để chúng ta chia sẻ những cảm xúc, những suy nghĩ, những cái tâm trạng của một con người. Trước đây chúng ta không biết chia sẻ với ai hết, nhưng mà nhờ có mạng chúng ta chia sẻ được. Vì trên mạng là nhiều người xem, nhiều người biết, và trong vòng tích tắc phát là những cái gì mà chúng ta viết trên đó là tất cả mọi người đều biết. Vì vậy mà chúng ta phải biết kiểm soát những cái gì mà chúng ta đăng trên đó. Và trên mạng xã hội này hiện bây giờ nó các bạn là cũng là một môi trường làm ăn của những người gian dối đó. Ví dụ những cái sàn này sàn kia đều vừa rồi nói các bạn là mở ra, mục đích của họ là để làm tiền thôi, chứ còn không giúp các bạn làm giàu đâu. Giúp các bạn làm giàu thì đố bạn mở sàn đó. Cái sàn đó mà nói các bạn là sàn ảo đó, có nghĩa là người ta mở ra một cái sàn như vậy, tiền thiệt thì chúng ta đáng vào, nhưng mà tài khoản của các bạn là nó nằm trên cái sàn ảo đó.
Cho nên các bạn thua tháng gì tiền nó vẫn nằm ở cái sàn đó, chỉ cần nó đánh sụp một phát là coi như là toàn bộ tiền của các bạn cũng đi tan luôn, không có gì chắc chắn hết các bạn này. Các bạn đầu tư hay gì là bạn luôn nhớ một điều rằng những cái định chế đó là phải được nhà nước quản lý. Ví dụ cái gì mà nó nằm ở trong hệ thống ngân hàng thì mới gọi là chắc chắn. Ngân hàng thì có ngân hàng nhà nước người ta quản lý, cơ quan có luật pháp đàng hoàng. Ví dụ như các bạn đầu tư chứng khoán, sau này ngân hàng hay là các công ty chứng khoán nó có hệ gì đi chăng nữa thì tất cả những thông tin của các bạn, tài sản của các bạn nó vẫn nằm ở đó, nó vẫn còn ở đó. Còn Forex là một cái sàn ảo thôi, tiền của bạn nằm ở đó nhưng nó đánh sụp là coi như cũng chết. Đầu vừa rồi nói các bạn là cái đồng Bitcoin á, nó lên xuống rất là thất thường. Có một hiện tượng gì các bạn biết không? Sau khi có những thông tin bất lợi, đó là thị trường Bitcoin á, gọi là một số đồng tiền số nó lao dốc rất là mạnh mẽ. Thì trong đó có hai luồng các bạn này. Một số người là vào để bán đi, cắt lỗ. Nhưng mà đồng thời cũng có một cái luồng nữa là người ta vào, người ta tham gia bắt đáy. Thì tại cái thời điểm đó là cái sàn nó sụp hết các bạn. Sàn sụp thì bây giờ người ta dự đoán là chắc là nhiều người tham gia quá cho nên sàn nó sụp. Đó là những điều mà chúng ta dự đoán vậy thôi. Còn sụp hay không là sao chúng ta biết được các bạn. Chỉ có người lập ra cái sàn đó và những người tạo ra cái cuộc chơi đó là biết chính xác nhất. Họ để các bạn là người ta để, mà người ta đánh sập là đó là nằm trong tầm tay và vòng kiểm soát của họ. Mà nói các bạn là Bitcoin hay là cái gì đó cũng là một hình thức là ảo hay trăng. Mỹ hiện bây giờ người ta ra lệnh là kiểm soát rất là chặt chẽ tất cả các khoản giao dịch từ đồng tiền số mà 10.000 đô la trở lên là bắt buộc phải khai báo với ngân hàng quốc gia, chứ không phải là như trước đây là ưng làm gì làm đó các bạn ạ. Như vậy là có sự kiểm soát rồi đó, sắp tới là kiểm soát mạnh mẽ nữa. Còn ở Trung Quốc là người ta không nhận cái đồng tiền số các bạn ạ. Ở Việt Nam mình là cũng không nhận luôn. Như vậy có thể hiểu một điều rằng tất cả những cái gì mà giao dịch Bitcoin gì là rủi ro rất lớn. Các bạn đưa tiền là tiền thiệt, nhưng mà tất cả mọi thứ ví điện tử nọ mận nó các bạn là cũng là ảo ra á. Các bạn tin là một ngày nào đó ông chủ quýnh sập sàn là ông đi thôi, chứ bạn tìm ai, bạn kiện ai không biết, ông ai một kiện không biết địa chỉ luôn. Cho nên qua cái lời này mình nói các bạn là hãy làm giàu một cách chính đáng bằng con đường thực, chứ không bằng con đường ảo được. Tất cả những cái đó là ảo ảnh thôi. Ảo ảnh là giống như một cái bám thôi. Rồi ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Clip của mình rất là dài các bạn. Mình rất là cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.